Cho chị lấy cái bánh này nhé. Dạ vâng ạ. Chị có muốn ghi gì trên bánh không ạ? Em ghi giúp chị là mừng chặng đường mới. Dạ được. Chị muốn lấy luôn không ạ? Khoảng 5 giờ chiều em xếp giúp chị được không? À, dạ được ạ. Em mời chị trong quầy nhé. Ừ. Đi. Chào chị ạ. Em, chị muốn đặt bánh thì bao lâu có? Bánh em có cốt bánh sẵn nên tầm 30 phút là có chị ạ. Lâu quá vậy. Em mở tủ giùm chị đi. Dạ vâng. Chị muốn lấy cái bánh này. Dạ được ạ. Ôi may quá, hôm nay nhà em vừa có hai cái. Vừa nãy có một chị lấy một cái y chang. Chị lấy luôn chứ ạ? Chị sẽ lấy luôn. Dạ vâng. À, chị muốn ghi một lời chúc lên bánh có được không em? Dạ được ạ. Em mời chị vào quầy nhé. Bánh đến rồi. Vâng. Mẹ gọi gì ạ? Hai bố con, bánh đến rồi. Yeah, bánh đến rồi. Em đặt bánh à? Vâng ạ. Tại bé con thích. Với lại hôm nay cũng là ngày đầu tiên mà gia đình mình được chính thức sum họp. Nên em mua để ăn mừng. Bánh đẹp quá. Nào, để xem hai mẹ con ghi gì chúc gia đình mình nào. Chúc chúc sắc chúc đờ ôi đôi dì an gan sờ u phu giờ âm dâm. Ôi con ơi, con ra ngoài này chơi tổng bánh. Ui ôi, ui ôi. Ghét bò. Con nó chân bánh mà. Tồn tại ở dạng hai chân thì đừng hành xử như loài bốn cẳng. Được cả nồi lẫn dùng xấu xa bỉ ổi vô liêm sỉ mất nhân tính khốn nạn như nhau. Để tao chóng mắt lên coi chúng mày bị nghiệp quật thế nào. Đừng mắng tiệm bánh nha. Họ không biết gì đâu. Mỹ Đình tao làm hết đấy. Thiếu tự tin đến nỗi còn phải gọi các bạn đi cùng cơ à? Thùng rỗng kêu to, dùng tiền mua tình. Rồi cũng có ngày chồng nó cắm lên đầu vài cái sừng. Đúng là chị em cùng hội cùng thuyền nhỉ. Này, chuyên viên tâm lý mà lại đi cướp chồng của con gái bệnh nhân. Vụ này rầm rộ phết nhở. Mỗi tội là nhìn không rõ mặt chuyên viên tâm lý nên là chẳng biết xinh đẹp cỡ nào. Nghe nhột thật đấy. Mà bà cũng nên cẩn thận. Cái nghề cướp chồng bây giờ ấy lại là cái nghề hot. Mấy cô nhân viên xinh đẹp bên cạnh chồng bà ấy không khéo lại cướp chồng đấy. Phủ phủi cái mồm đi, tránh ra người ta lấy nước. Đi. Tên với tên là LAN này. Đọc cứ như bên mình ấy nhở. Mà khéo là bên mình thật đấy. Anh thấy khung cảnh cũng có vẻ quen quen. Không biết có phải của bên mình không. Thôi đi về làm việc đi. Đoán giả đoán non mãi. Sẽ như thế nào nếu như chuyên viên tâm lý lại dùng tâm lý để thao túng người khác? LAN, một chuyên viên tâm lý thoạt nhìn thì xinh đẹp, tử tế, thấu hiểu lòng người, luôn có lòng giúp đỡ những người gặp những vết thương lòng trong cuộc sống. Nhưng thực tế, cô ta lại dùng những thủ đoạn tâm lý để đạt được mục tiêu xấu xa. THN, mà cô ta không từ một thủ đoạn nào, từ tiếp cận mẹ nạn nhân đến việc chơi cháo đòi chính thức để ly hôn. Này, tao đọc bài post của mày rồi đấy. Gỡ xuống đi. Thấy chưa? Biết ngay mà. Gặp nó là làm mình tụt mút à? Không xóa, mắc gì phải xóa, không xóa đó. Đúng rồi. Cô xin lỗi Gon nha. Không sao ạ, con thích đóng phim lắm á. Gon thiệt là giỏi. Đây, cô Mỹ Đình đền cho con đây. Chan 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 chan. Thịt xiên nướng. Con xin cô ạ. Nè, cô Đình đưa con về trường học nha. Vâng. Mình hết giờ chơi rồi. Mình đi thôi.
sao cô lại dám bắt cóc con trai tôi hả? Con có làm sao không? Con biết là mẹ lo cho con thế nào không? Tại sao con lại dám đi cùng người lạ? Con tưởng cô Đình là bạn của mẹ với cô Hà à? Họ không phải là bạn của mẹ. Từ giờ con phải tránh xa họ ra nhớ chưa? Cô đứng lại, cô đi đâu hả? Nè, cô làm gì mà chặn đường tôi? Tính cướp ban ngày hả? Tôi sẽ báo công an. Mấy người biết mẹ tôi là ai không? Mẹ tôi là mẹ má. Để tạo áp lực cho chúng tôi, các người phải dùng cái cách hèn hạ như thế này à? Anh Công à? Công mẹ, cho tôi xin một phút. Con cố gắng nghe. Mẹ sẽ chờ con. Mẹ giữ sức khỏe nhé. Mẹ biết rồi. Không đùa đâu. Thẳng nhìn ngứa cả mắt. Mà đấy, nó còn gọi tới rồi kìa. Chưa block à? Nè, xin lại nha. Alo, Vi Đình nghe. Dạ. Dạ, cháu chào cô ạ. Dạ. Dạ, dạ cháu rảnh. Dạ, cháu biết rồi. Cháu chào cô. Sao đấy, ai gọi vậy? Mẹ Xuân. Mẹ không gọi. Mẹ, có phải mẹ vẫn có chuyện gì muốn nói với con về anh Vũ đúng không ạ? Thì mẹ chỉ quan tâm đến những người có ý tứ với con thôi. Thật ra anh Vũ là mối tình đầu của con. Còn bây giờ chúng con là hai người bạn tốt ạ. Có thật đơn thuần chỉ là bạn tốt không? Mẹ, có phải từ ngày trước mẹ đã biết chuyện con và anh Vũ rồi đúng không ạ? Sao con không hỏi thẳng là có phải ngày ấy mẹ đã bảo nó rời đi không? Mẹ nói sao ạ? Năm xưa chính là mẹ đã làm đấy.